Hello, chào các bạn nha. Thì tối nay hai vợ chồng Hồng đi thăm bãi chuột của các bạn ơi. Xin mời các bạn cùng theo dõi nha. Thôi, và bây giờ chúng ta xuất phát tới các bạn. Đây, bên này có bà xã đi theo nha. Đi thăm bãi chuột. Đây đây em, có hàng kìa. Một em. Đó, nó đó. Xách cái quay nó lên. Bé. Một em. Em đừng có cầm lòng vậy, nó cắn cái tay em đó. Người ta cầm cái vai thôi. Đó, đổ nó vô. Đây. Nó đổ nó vậy đó. Nó ok. Một em đây nha. Cái phốt. Hả? Cái phốt, phốt sắc đấy. Bóc nó ra. Để anh bóc chứ, nhưng nó cắn tay em á, nó tép. Móc nó đâu, khơi cân móc, gài nó có vô. Hàng. Có hàng các bạn ơi. Đây, nó kìa, bắt nó đi. Nó đó. Một em, em bé. Một em bé, mini. Rồi ok đó em. Đây. Ở dưới đây nè em, đây có cái bẫy nè. Ok, có hàng nha. Một em bé mini. Rồi. Em này nữa là em thứ ba. Em này chúng ta bẫy gắn rất là ok nha. Vì này, con chuột này là chuột lứa, em đừng có cầm vô cái lồng, cầm lồng nó làm em cứ bụp á. Rồi ok. Em. Bẫy này thì Hồng đặt ngay cái hang của nó đó các bạn. Đây nó đây. Ngay hang đó các bạn ơi. Quá to luôn các bạn ạ. Con này quá sướng rồi. Đây em ơi. Có hàng này, sướng rồi. Con này quá to nè. Siêu to khổng lồ. Đây đây. Em đổ nó vô đi. Con này đổ kỹ nha, không kỹ nó xảy. Con này em để nè, anh hướng dẫn em để vậy thôi. Nhưng nó tắp cắn vô tay em đó. Ta cầm cái góc này. Bấm vào cái góc sơ thôi đó. Rồi ok đó. Trời em bé con tí à. Chút ép à. Em. Anh nói cho em cầm vậy cái chừng nó bụp em đó. Cái tay nó bấm cái góc thôi. Bấm góc sơ thôi để nó bụp lẹ lắm. Thì không sao đâu, bật cửa đó. Đổ nó ra đi, không sao đâu. Rồi ok. Để anh bóc. Ồ, có hàng một em mini. Bữa nay toàn là chuột gắn không các bạn ơi. Chuột này chuột bẫy gắn. Chuột mồi. Bữa nay vợ đi theo vô toàn mini nhiều á. Rồi tối nay ngon lành này. Còn chập buổi sáng nữa. Các bạn nhớ theo dõi video này nha các bạn. Và giờ này là Hồng Thơm đi thăm là đầu hôm nha. Còn chập buổi sáng đó các bạn ơi. Đây em ơi. Thấy chưa? Ủa có hàng nha các bạn. Ồ con này con chuột cống nhum nha. Con cống nhum. Thì đổ nó vô em. Đây. Con cống nhum.
chúng mình đã bấm cái góc đó thôi. Ok đó, còn con nhùm vô là nó khè đó. Có hàng đây, một em nữa các bạn ơi. Em này khá nha, còn em này to ạ. Đây em, nó đây, con này to cho bá. Ok. Thôi giờ Hồng xin chào các bạn nha. Giờ Hồng kết thúc clip các bạn ơi. Để sáng nay Hồng thăm lại, Hồng quay lại cho các bạn xem nha. Rồi các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh để theo dõi video hàng ngày của Hồng nha các bạn. Đây hôm nay tối nay bà xã đi theo thành quả tối nay được hơi nhiều nha các bạn. Đây. Rồi, Hồng xin kết thúc đây. Hello, Hồng chào cả nhà nha. Đây cả nhà ơi, sáng nay Hồng đi thăm bảy chục cả nhà. Hồng ngủ bữa nay trễ. Thì Hồng có thăm đầu hôm rồi, giờ Hồng đi cuốn bảy nha. Hôm nay lên trễ quá cả nhà ơi. Đây. Ngoài đồng ruộng trống. Sáng sớm rất là mát mẻ. Hồng xin mời cả nhà cùng theo dõi nha. Có hàng cả nhà ơi, một em chục cơm. Gặp này học bảy cống nhum nên nó dính chục cơm cả nhà. Một em vàng khè. Có hàng đó cả nhà ơi. Tiếp tục chục cơm. Ồ con này to nha. Con này ngon lành à. Con này ngon. Êm. Đây nó đây. Đây cả nhà. Quá đã luôn cả nhà ơi. Hai em. Có hàng cả nhà. Tiếp tục một em chục cơm. Đây một con. Đây một em mini chục lứa. Một em chục mồi. Con này bày gắn ok cả nhà. Đây cả nhà xem video cả nhà cho Hồng một like và một nút đăng ký nha cả nhà. Và chia sẻ kênh giùm Hồng cả nhà ơi. Để đến mọi người xem vào xem và đăng ký kênh ủng hộ Hồng nhé. Hồng xin cảm ơn nhiều ạ. Ba em. Cây tiếp theo cả nhà ơi. Nữa cả nhà ơi, dính chục cơm nữa cả nhà. Em nữa đây. Tiếp tục một em mini. Mấy cái gặp bự này là Hồng bảy cống nhum. Nhưng là Hồng có dính cống nhum nhưng mà lại dính chục cơm cả nhà ơi. Đây, nó đây. Tiếp tục dính một em chục mồi.
cái tiếp theo cả nhà. À, gặp này bị con ốc, ốc nó bò vào nó phá nó cả nhà ơi, sập bẫy nè. Này dính một con ốc đi. Rất là lạ. Lại dính một em chụp cơm cả nhà ơi. Đây nó đây cả nhà. Con này to cho bác cả nhà. To dòng vàng khè nha. Nhức nách đây cả nhà. Rồi có hàng. Đây cả nhà ơi. Đây là hàng chuột con nhum nha. Đây nha. Hồng đặt gặp ngay cái hang của nó cả nhà ơi, nhưng mà nó chưa có vô nha. Nó khùng ghê cả nhà. Đây là ngay cái hang của nó luôn, hang rất là to cả nhà nha. Hang này theo Hồng nghĩ hang này rất là sâu nha cả nhà, vì nó bươi đất lên rất là nhiều. Đây. Nè cả nhà xem nè. Mà gặp Hồng bẫy ngay đây. Nhưng mà chuột nó không có vô nha. Nhum này nó khôn cả nhà ơi. Thì Hồng kêu gặp này thì Hồng bẫy tiếp tục tại đây luôn cả nhà. Bẫy khi nào rồi dính nó thôi. Mấy con ốc ma này nó vào là cái gặp mình sập thì không thể nào là dính chuột nha. Thôi có hàng là mừng rồi. Chuột nào cũng là chuột. Đây cả nhà. Một em. Tiếp tục. Về nhà anh đi em ơi. Rồi có hàng là mừng. Dính là ok. Rồi bữa nay vô sáng sớm trúng mánh nè. Dính trong là chục cơm cả nhà ơi. Thì hôm Hồng đi thăm á cũng được hơn cái ký. Hôm Hồng đi với vợ thì giờ Hồng sáng nay Hồng đi cũng bảy một mình nha. Dính này chục cơm này nhiều. Đây cái nhà giờ Hồng đem mấy cái gặp chuột này Hồng bỏ bớt ra nha cả nhà. Hồng lấy giỏ đi thăm mấy gặp nhỏ. Đây là gặp vài chục con nhum. Giờ không có nhum thì dính chục cơm. Có con nào mình lụm con đó. Được 6 em mà chục cơm này. 7 nhum dính cơm. Cũng ngon. Thôi Hồng lấy cái giỏ đi đựng nuôi gặp nhỏ nha. Xem video nhớ chia sẻ giùm Hồng nha cả nhà. Và đăng ký kênh để theo dõi video hàng ngày nha cả nhà. Đây khu đồng trống nha. Sáng sớm mà có mấy con bò nuôi gà ăn cỏ. Đồng này người ta cắt lúa hết nha cả nhà. Ồ, có hàng cả nhà ơi. Hai em cả nhà. Một em mini với một em to cho bác cả nhà. Đây cả nhà ơi. Một cái gặp nhỏ xíu mà hai con là thấy ok cả nhà ơi. Có hàng cả nhà ơi. Đây cả nhà. Một em nè. Nó ở đây. Một em ngon lành. Rồi tiếp tục thôi. Một em nữa cả nhà ơi.
Đây, nó đây. Một em chục gồm mini. Vì nhà anh em ơi. Đây còn đó nha. Có hàng ở nhà ơi. Một em tiếp tục. Con này to nha cả nhà. Có hàng ở nhà. Đây cả nhà ơi, một em cho bá cả nhà. Nó tung gặp ra tới ngoài cái nhà ơi. Hồng lúc chiều tuần bảy ngay cái hang nó đó cả nhà. Một em cho bà. Thôi vô giỏ anh đi em ơi. Về nhà anh chơi. Đây hang. Hang chục cống nhum nữa cả nhà. Hang nó rất là to. Nó bươi nguyên cái bãi đất luôn cả nhà. Nhìn thấy khiếp chưa? Chạy đi đâu em ơi? Về nhà anh đi, con chà bá đây. Đây cả nhà. Con này to hết sức cả nhà ơi. Quá đã luôn rồi. Êm rồi nha. Thôi vào giỏ anh đi. Rồi tiếp tục thôi. Này có hàng nữa cả nhà ơi. Một em mini đây. Thôi về nhà anh đi anh lo. Đây nó đây cả nhà. Một em chú tí mini. Cái con này về mình làm mồi bẫy gắn là quá ok cả nhà ơi. Chục con tầm cái này là bẫy gắn là ngon nè. Rồi cái này là cái cuối cùng rồi cả nhà, hết rồi. Bữa nay dính toàn là chục cơm. Em này cũng ngon lành nè. Đây cả nhà ơi, thành quả buổi sáng nay của Hồng được nhiêu đây nha cả nhà. Đây buổi sáng nay dính toàn là chục cơm cả nhà ơi. Đây cả nhà, con này to nè cả nhà. Sáng nay không có chuột cống nhum rồi. Sáng nay toàn là chục cơm. Chục cơm với mấy con chục lứa, chục mồi bay gắn. Thì mấy cái con chục nhỏ, chục lứa này nè. Tí này về thì Hồng để dành làm mồi Hồng bẫy gắn nha cả nhà. Đây thành quả sáng nay được mấy chú em. Con này rất là to. Con này chục đực nha. Này con này vàng xám xám, lông lá bóng lưỡng cả nhà. Con này rất là đẹp cả nhà. Thôi thành quả của Hồng được nhiêu đây cũng đủ rồi cả nhà ơi. Có hàng là mừng rồi. Đây mấy chú em này nè. Còn cái chú em này cái đầu vàng khè đó nha. Con này to cả nhà. Còn mấy con này to to nè. Tôi chào cả nhà nha. Và bây giờ Hồng xin kết thúc clip tại đây cả nhà ơi. Cả nhà đừng quên bấm like và bấm đăng ký kênh để theo dõi video hàng ngày nha cả nhà. Thôi Hồng xin gửi lời chào, gửi lời chúc sức khỏe đến mọi người nha. Luôn luôn gặp nhiều may mắn cả nhà ơi. Thôi Hồng xin bye bye. Hẹn gặp lại cả nhà trong clip sau nha.
Rồi, ok. Bye cả nhà nha.